người kết lên cùng máy. Này là Echo nha mọi người, Echo. Này Echo 362 nha. Này thì về vệ sinh cái loa sau một tí là nó thu lại thôi nha mọi người. Bây giờ còn trắng sáng. Máy đế rất là đẹp. 362. Máy in Japan nha. Lọc máy này mọi người siêu đẹp luôn á. Này vệ sinh ra là thôi. Hảo hạng. Cái lam chuột này nha mọi người, lam chuột VIP. Lam của Echo luôn nha, bản lớn. Này là Echo 362 mặt tiền. Quá đẹp. Mọi người. Wow. Này vệ sinh ra là như mới luôn á mọi người. Vệ sinh ra là như mới luôn. Lau sơ cho mọi người xem thôi nha. Đó. Ok, như mới luôn. Làm gương mà làm bản to làm trượt luôn nha. Làm này khoảng 4,5 tấc. Đế còn rất là đẹp nha mọi người. Đó đẹp. Con này máy này thôi về dọn là nổ thôi chứ không có gì hết nha mọi người. Xài bao bóc luôn, 36cc. Nằm con này như là 40 ly. Này để cho mọi người một 1.650.000 nha, bao ship. Giá hữu nghị nha mọi người. Tại vì hình như là nó có một con duy nhất trong lô. Như là một trong lô có một con duy nhất. 1.650.000 bao ship.